Thank you.
Vừa qua, quý vị đại biểu và các bậc phụ huynh đã được xem các em đội viên chi đội 4 thực hiện phần thi nghi thức đội của mình. Các em đã hoàn thành xuất sắc phần thi. Xin một tràng pháo tay chúc mừng cho chi đội 4. Tiếp theo phần thi của chi đội 4 là chi đội 2. Thứ nhất, cái thứ hai là khi kết thúc phần thi là dùng danh dự và uy tín không trách nhau quá rằng.